ngày là một cái cơ hội mới để chúng ta tạo môi trường nuôi tốt hơn. À, duy cũng mong muốn à, các anh chị à, chúng ta cũng à, có động lực để chúng ta duy trì công việc nuôi tôm à, bằng cách là chúng ta sẽ tạo ra những cái môi trường à, nuôi tốt hơn bằng các cái hiểu biết và các giải pháp kỹ thuật mới để chúng ta có cái cơ hội thành công cao hơn à, và qua đó thì nó sẽ giảm chi phí hơn. Cái, à, như hiện trạng hiện nay chúng chúng ta bệnh à, chậm lớn và phân trắng cũng là hai cái bệnh mà hàng đầu hiện nay trong khu vực mình cũng như là châu Á bệnh chậm lớn á, Bộ tử trùng nó đi vào gan tụy và nó lấy dần dần dinh dưỡng của con tôm và nó không làm cho con tôm chết ngay à, nó làm con tôm sẽ yếu kém hấp thu dinh dưỡng sức đề kháng con tôm nó yếu đi những cái mầm bệnh khác nó tấn công nó... à, bên cạnh nó thì khi nó đi vào cái tế bào gan tụy như chúng ta thấy ở trên hình đây cái tổn thương mô học ở đó gan tụy á, rằng ở giai đoạn đầu tôm gan tụy nó rất là khỏe không tế bào gan nó rất là tốt qua giai đoạn sớm nhiễm thì ở HB nó đi đi vào tế bào gan tụy à, chúng ta thấy nó nhỏ nhỏ hột nhỏ nhỏ ở trong đó và giai đoạn kế tiếp thì nó sẽ bắt đầu nó uh, phân ly uh, phân ly nó phá vỡ nó đi ra ngoài tế bào giai đoạn sau cùng á uh, những cái vi khuẩn gây hại như VBO chẳng hạn nó bắt đầu nó tấn công vào gan tụy và làm con tôm tôm nó sẽ tổn thương bên cạnh đó thì cái phân trắng uh, đặc biệt vào cái mùa mưa này đặc biệt vào cái giai đoạn VBO kháng thuốc điều trị rất là nhiều có nghĩa là trước kia chúng ta nuôi chúng ta duy trì cái thuốc điều trị ở giai đoạn đầu từng cử cũng như trong môi trường nước thì dần dần những cái đặc tính tồn tại của con vi khuẩn gây bệnh thì nó có khả năng kháng lại cái dòng đó và khi nó kháng nghĩa là nó sẽ mạnh hơn và cái dòng thuốc điều trị nó sẽ không tác dụng thì cái nguyên nhân mà phân trắng hiện nay nó khác hoàn toàn trước kia à, trước kia nó chỉ có vì con video là vây thôi à, bữa nay là nó sẽ là kết hợp giữa đầu tiên là con ohb nó tấn công con tôm trước À, sau đó kết hợp với quy khuẩn gây bệnh là VBO Thì nó mới xảy ra cái hiện tượng phân trắng à, Thì hiện nay là nó sẽ kết hợp cả hai Thì bị phân trắng rồi chắc chắn là sẽ tỷ lệ chiếm rất là cao là vì HB Có những cái yếu tố làm cho con tôm phân trắng tổng thể Là bao gồm là tác nhân gây bệnh ở HB này Cái thứ hai nữa là tác nhân gây bệnh phân trắng Thì nó ảnh hưởng lên trực tiếp con tôm chúng ta Và bên cạnh cái nguyên nhân khác đó nữa là cái mặt độ thả của chúng ta quá dày và cái độ sinh khối trong ao có nghĩa cái lượng tôm ở giai đoạn lớn rất là nhiều điều kiện sống của tôm sẽ suy giảm cạnh đó nữa là cái quản lý chất lượng nước của chúng ta kém quản lý chất nước ở đây không phải là chúng ta ít thay nước trong một môi trường thì luôn luôn lúc nào nó cũng có con khuẩn có lợi và có hại hết quý anh chị trong trường hợp mà chúng ta à, có lợi ít có hại nhiều thì rõ ràng là cái đó là cái nguy cơ vi khuẩn cái hại nó tấn công Mà có nghĩa là chúng ta phải có một cái hệ vi sinh có lợi mạnh mẽ ở trong ao và kháng lại những mầm bệnh cái đó là nó liên quan tới chúng ta quản lý nước thật là tốt sức tải trong ao nó cao cái lượng nuôi trong ao nó vượt ngưỡng cái sức chịu đựng của cái ao của chúng ta vì mặc độ chúng ta dài Mà quản lý chất lượng trong nước chúng ta kém thì nó làm cho vượt ngưỡng thì các yếu tố đó kết hợp lại nó làm lên cái bệnh phân trắng của con tôm